Chào các bạn, trước mắt các bạn chính là một sản phẩm đồ chơi thuộc về dòng DX và đây chính là mẫu gác tay Enzino. Nó xuất hiện ở trong series Enzin Sentai Go Onzer, tạm dịch là Chiến đội Viêm Thần Go Onzer. Và đây là series Super Sentai thứ 32 của Toei Company, được chiếu tập đầu tiên vào ngày 17 tháng 2 năm 2008 và kết thúc vào ngày 8 tháng 2 năm 2009. Với cái mô típ thiết kế của Go Onzer là động vật kết hợp với lại xe cơ khí. Và người anh em bên Mỹ cùng cha khác ông nội của Go Onzer là Power Ranger RBM. Đây là cái box của nó nha các bạn. Và ở trên cái box nó sẽ để cho chúng ta thấy là nó sẽ có một cái con chip này gọi là engine show. Nó sẽ có đèn, nè các bạn, chữ light nè và show, đèn và âm thanh. Còn mặt sau của nó gồm ba cái mẫu sản phẩm như thế này. Và như cái hình thì các bạn thấy, nếu như các bạn muốn có hai con chip số 2 và số 3 tiếp theo như cái hình này thì các bạn phải mua cái bộ vũ khí của nó các bạn ạ. Thì mới có, còn kèm theo cái box này của chúng ta chỉ có engine show số 1 mà thôi. Như các bạn biết thì tôi cũng rất ít xem phim. Tôi đã nói đi nói lại rất là nhiều lần các bạn ạ. Tôi chỉ thấy một cái món đồ chơi nào đó, một cái con robot nào đó ưng ý và thấy thích thì tôi mua về tôi chơi thôi. Cho nên kiến thức về phim của tôi rất là ít và tôi cũng biết được đó là cái giới hạn của tôi. Và tôi cũng cố gắng tìm hiểu sở thông tin ở trên Google để tôi nói cho các bạn hiểu về cái món đồ chơi như thế này. Có nhiều bạn sẽ không biết và có nhiều bạn sẽ biết rất rõ về nó. Do đó tôi nói ra những cái thông tin này không phải là để tôi khoe mẽ với các bạn rằng tôi biết nó. Tôi chỉ muốn chia sẻ đến những bạn không biết mà thôi. Còn nếu như trong cái quá trình mà tôi chia sẻ về thông tin này nọ nó có sai hoặc có thiếu sót thì các bạn hãy góp ý cùng tôi nhé. Chúng ta sẽ cùng trao đổi và bổ sung kiến thức cho nhau. Thôi, không dông dài nữa. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu đến những cái món đồ chơi trong cái clip ngày hôm nay nhé. Cỗ máy đầu tiên của chúng ta là Engine Beast Door, là cỗ máy được kết hợp giữa xe thể thao và kền kền. Cái tên của nó đã cho chúng ta biết được là như vậy. Speed là tốc độ, là xe đua, xe thể thao đó các bạn. Và Condor là một giống chim kền kền. Và ở trong cái hình thức là gác tay, nó sẽ tạo thành phần thân, đầu và hai tay của Enzino. Nè các bạn, nó là một cỗ máy xe và nó có mang cái đặc tính của một cái giống động vật nào đó. Và ở đây là giống kền kền, cái phần đầu chim đây. Và bên cạnh đó nó có thể mở ra cái phần cánh như thế này các bạn ạ. Chim mà thì phải có cánh chứ. Bên cạnh đó kèm theo là một cái con engine show như thế này. Đâu rồi, đây. Nó sẽ có cái nút nè các bạn. Bây giờ ta sẽ bỏ thử vào cái cỗ máy này nhé. Và chúng ta nhấn cái nút này nè, nó sẽ mở cái cửa ra. Và chúng ta sẽ để vào đúng chiều nha các bạn. Các bạn để ý. Có cái tiếng xe chạy phóng qua đó các bạn. Beast Door. Nó nói gì không nghe vậy trơn. Bên cạnh đó thì nó cũng có ánh sáng nữa các bạn à. Bây giờ tôi sẽ mở cái này ra cho các bạn xem rõ nha. Đây, ánh sáng nó sẽ phát ra từ đây, từ cái lỗ này nè.
Nhưng mà cái phần hiểu ánh sáng này thì không được phát huy cho lắm các bạn ạ. Rất là khó thấy. Cỗ máy thứ hai của chúng ta là Engine Busan. Đây là cỗ máy được kết hợp bởi xe bus và sư tử. Tên của nó Bus là viết từ xe bus đó các bạn, và Lion là sư tử. Và nó sẽ tạo thành phần thân dưới và chân của Enzino. Nhìn nó cũng giống một cái chiếc xe bus chứ hả? Bên cạnh đó nó cũng sẽ có một cái khoang, một cái chỗ trống để chúng ta bỏ Enzino vào. Và ở trong mẫu sản phẩm này thì không có kèm theo các bạn à, chúng ta phải mua rời. Bandai thật là biết cách làm tiền. Chúng ta bỏ con chip nó vào đây nè, rồi sau đó ta sẽ nhấn cái nút bánh xe này thì nó sẽ hiện lên cái hưởng âm thanh và ánh sáng. Ánh sáng nó sẽ thoát ra bên đây. Và tương tự thôi, hai chân của nó đều tương tự như nhau. Nó sẽ có hai cái hộc để, nhưng mà một bên là nó sẽ để vũ khí và một bên sẽ để là engine show. Tùy thôi, muốn để bên đâu cũng được cả các bạn ạ. Cỗ máy cuối cùng của chúng ta là engine beer RV, kết hợp giữa dòng xe RV và gấu đó các bạn. Nhưng ở cái dạng xe thì chúng ta không thấy được là nó giống như cái dòng xe của RV các bạn ạ. Vì theo như tôi biết, RV nó là một cái xe kéo theo một cái nhà di động. Nó sẽ có phòng ngủ, toilet, nhà bếp này nọ ở trên cái xe đó luôn. Tôi thấy cái chiếc xe này nó giống với cái chiếc xe hơi cóc hơn đó các bạn ạ. Và ở cái dạng hợp thể gác tay, nó sẽ tạo thành phần bụng của Enzino. Tất nhiên nó cũng sẽ có một cái khoang để đựng cái engine show như thế này. Và khi bỏ engine show vào, chúng ta nhấn cái mũi này, nó sẽ hiện lên hiệu ứng âm thanh và ánh sáng nó sẽ hắt ra đây, cái lỗ này. Cứ một sản phẩm nào đều có ưu điểm và khuyết điểm của nó. Bây giờ sẽ là phần nhận xét cá nhân của tôi về mẫu sản phẩm này nhé. Trước tiên hết là ưu điểm. Ưu điểm của nó, thứ nhất có tích hợp thêm chip engine show, tức là nó có cái tính năng chơi khá là hay đó các bạn. Có âm thanh và có ánh sáng. Thứ hai, có tạo hình là cỗ máy cơ khí live với động vật khá là dễ thương. Ưu điểm thứ ba, đó chính là khớp khiết lắp ráp rất là cứng cáp với các cơ chế trượt và khóa, không dễ gãy chốt ráp hay bị trơn tuột đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cơ chế trượt và khóa là như thế nào nhé. Ở đây nó sẽ có một cái nút nè, chúng ta sẽ nhấn và chúng ta sẽ trượt ra như thế này. Như đây là cái nút của nó, ta sẽ kéo xuống thì cái chốt ở đây nó sẽ thụt xuống thì chúng ta sẽ trượt ra được và trượt vào được. Và cái khe trượt của nó nè các bạn, đây hai cái rãnh nè và hai cái khe nè, chúng ta sẽ để vào đúng cái ngàm của nó và chúng ta trượt vào thôi. Và khi đã trượt rồi thì cái chốt này nó sẽ giữ lại cho không bị bung rớt ra nữa. Nếu như chỉ là cái khớp ráp thông thường như cái mẫu sản phẩm trước thì chúng ta khi cầm nó sẽ rất dễ bị rớt ra đó các bạn. Tuy nhiên thiết kế này đã tránh được cái tình trạng bị bung rớt ngoài ý muốn đó.
Và ở trên đây cũng như thế thôi. Cái phần mà nói giữa cái phần số 1 và số 3 đó các bạn, nó sẽ có một cái nút như thế này nè. Cái nút này nè. Và bây giờ tôi sẽ nhấn vào. Khi nhấn vào thì cái chốt sẽ hạ xuống và chúng ta sẽ rút ra. Đây, cái chốt của nó nè các bạn, cái chốt màu đen nè. Đó, các bạn thấy nó thụt vào không? Và chúng ta cũng để vào đúng ngàm và chữ cái thôi. Nó sẽ giữ lại rất là chắc chắn. Đó là cái ưu điểm ở cái cách thiết kế ráp này. Và cuối cùng, đó là cái cách ráp nó không quá phức tạp nhưng cũng không quá nhàm chán. Đó là bốn cái ưu điểm mà tôi cảm nhận được trong quá trình chơi cái mẫu sản phẩm này. Và bây giờ sẽ là khuyết điểm nhé. Khuyết điểm thứ nhất đó là tuy có tích hợp engine show nhưng kèm theo bộ DX này nó chỉ có một con chip số 1 của Speed Door mà thôi. Hai cái con chip còn lại như các bạn thấy đầu clip, muốn có là ta phải mua bộ vũ khí riêng, một cách làm tiền trắng trợn của Bandai các bạn ạ. Và cái khuyết điểm thứ hai đó là engine show tuy có âm thanh và ánh sáng nhưng âm thanh thì hơi bị ít hiệu ứng, còn ánh sáng thì khá là phế phải không các bạn, rất là vô dụng. Bây giờ tôi sẽ thử nhấn nha. Nếu như chúng ta nhìn thẳng trực diện như thế này thì chúng ta không thể nào thấy ánh sáng của nó ở đâu cả. Chúng ta phải nhìn từ trên xuống thì mới thấy. Hơi bị buồn phải không các bạn? Và thôi, clip đến đây đã dài rồi. Tôi xin ngừng tại đây. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.